Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Mạt. Ok, hello, chào các bạn. Chào các bạn. Tao đây, biết anh đi sâu vào. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Đông Bồn Nổi Vlog của Sống Châu Phi. Thì buổi sáng này anh em mình cũng đang vào cùng với người dân này. Mọi người đang tập trung thu gom đá đấy các bạn, để bữa sau xuống móng nhà thờ đây. Thì các em học sinh, mình thấy các em học sinh nay nghỉ học thì mới hỏi bác trưởng bản thì mới biết là cô giáo bị ốm các bạn. Thì như mình cũng nói là mình đã vừa ra quay ra thị trấn mua một chút đồ, chút hoa quả mới ít nước hoa quả nữa các bạn. Thì người dân bên này thường hay ốm, hay bị bệnh sốt rét đấy các bạn, nên mình có mua chút nước gọi bên này gọi nước su mù, nước hoa quả, nước ép hoa quả để vào đến thăm cô, và cũng như vào hỏi thăm xem tình sức khỏe cô như thế nào, và xem có cần phải được anh em mình đưa ra ngoài thị trấn không nhé các bạn. Thì ở trong này, trong bản này có không may mà có người nào bị ốm đau rất là nguy hiểm, thì cách thị trấn rất là xa đấy các bạn. Bác trưởng bản thì cũng nói là cô nhà cô ở trong cái xa quá, hôm qua bị ốm hôm qua mà kiểu đưa ra ngoài nhà dân bên này ở nhờ đấy các bạn, ở nhờ này, không kiểu một mình ở trong đấy cũng sợ, chắc là sợ hay sao đấy. Thì xin ra nhờ ngoài nhà bác này. Ê thì ta bên phía kia run run với sếp phía kia quan tính. Thì đang nói bác đấy các bạn. Vợ chồng cô là đang ở nhà bác đây. Bác đang đi vừa lên đá này, bác trưởng bản nói thì mình cũng bảo gọi bác để đưa về nhà đây. Nhà bác trong xóm. Ao về. Mới mưa xong các bạn, trời vừa mới mưa xong. Ao gọi là tinh su vào mua tủ đi đuôi ăn thì giờ là mùa mưa đấy, mùa mưa người dân hay ốm lắm, mà ốm ở trong chỗ trong bản mà chỗ đông người không sao, một mình ở một chỗ hoang vắng thì rất nguy hiểm. Là cô xin nhờ ra ở nhờ đây, cũng hay phong tục của người dân ở đây. Hôm nay cũng mới mình anh em mình biết thêm kiểu nhà xa quá này. Thì khi nào bị ốm đau là xin đến những nhà nào có điều kiện ở gần đi, nhà to rộng chắc là to rộng. Em thì cái giá muốn thử garan đi. Ê si, muốn thử garan. Nhà ai to rộng là nhà người ở xa đến nhờ. Ui, tình cảm. Chắc là cô vợ chồng cô là sợ ở trong nhà trong xa đấy các bạn. Mà hôm nay bị ốm đau mà trời mưa không đi được bên ngoài, nên phải ra nhờ ngoài nhà người dân. Khổ thật, vất vả. Ăn. Cái ăn. Ấy. Ấy, đường đây. Bác ở đằng này. Đường rất nhỏ. Con đồ phát ra nụ ca mình nhủ mãi thử gran. Ấy, ca mình nhủ mũ tù bị kèn nụ. Các đồ nó đã bắt ra bình. Bận quá bạn, hôm sau phải nói người dân mở thêm đường đi. Nhưng anh em mình xe đường này rất nhỏ này, chỉ người dân đi bộ mới có xe máy đi vừa đấy. Cái xe của mình anh em mình không vào vừa này. Vừa đang nói với bác ấy là sắp tới hôm sau sẽ mở hết các đường nhánh ở trong bản, để cho phương tiện như xe ba bánh các thứ đi lại. Xóm ngoài này. Nhà xe thật. Mãi không có một nhà, không được tan thì. Boa tarde. Boa tarde, sim. Tudo bem? Irmão, tudo bem? Sim. Podemos entrar. Bruto, doente? Sim. E a obra médica missionária é muito rápida para ajudar a recuperar o paciente. Então, o irmão que entende terapias naturais, sim. Então queremos ir lá. Sim, sim. Hoje? Sim, hoje. Sim. Sim. Deixa depois eu vou no Vina. Ah, ele fica no Vina. Então sim. Você... Eu vai. Muito doente. Amor, sim, pode entrar. Sim. Professora, muito doente. Đây xin phép vào hỏi thăm cô tí. Thêm rồi. Cùng. Muốn được đôi ăn rồi. Essa febre. Febre. À. Febre sao không được ăn mais? Voltou mais febre, papá. Aqui fica só. Tá bem. Muito doente.
cô bị lạnh các bạn, bị sốt rét. Au lá lên lên vào nó vào nó vina. Tipo, nós temos médico, irmão, que costuma nos ajudar quando estamos doentes. Não pode ser, vamos lá, vamos trazer lá. Tá bem. Để tao falar mais đi đâu. Dạ. Để cô nghỉ các bạn ạ. Dạ. Ít mà. À nó mà đây này vai vẫn đang vai casa. Rồi như anh chồng cô ở nhà mình, nhà anh em mình chở, mình bảo là cô nếu mà mệt quá anh em mình sẽ đưa đến bệnh viện giúp ở ngoài thị trấn đi, mình sẽ chở là cô ra thị trấn giúp. Như anh chồng nói là anh có anh trai là kiểu làm bác sĩ rồi, trước mắt chở cô về nhà chồng ngoài thị trấn nhé các bạn. Mút thuốc đen thì mút thuốc phari á, sốt rét, bị sốt rét các bạn. Ở nhà bác nhà rộng, rất rộng, muốn được cái là muốn được cái ăn. Bây giờ bị bệnh sốt rét này để các em chắc phải nghỉ học vài buổi các bạn. Chưa bệnh sốt rét nói chung là đã bị nặng rồi, mệt lắm các bạn. Cái tay ca giá kia. Dạ vâng. Dạ vâng. Đau là nên bạn đi vay nụ vin à? Sim, sim. Tá bem. Quando fica aqui, não tem documento, bebê. Ah, não tem, não tem. Sim, aqui nụ nem quando cây tên duen thì você nên vay nụ vin à? Sim. Muito faria. O irmão pode dar muito faria. Ah, mas já está a passar. Começar a transpirar. Foi tá passando. Người dân ở trong bán này các bạn thì nói chung là mình thấy cách mọi người gọi là cách giao tiếp với cô giáo ấy rất là được tôn trọng. Vì người dân bán ở đây từ xưa đến nay này không có ai vào dạy giúp dạy chữ này, như kiểu các em nhỏ chưa được đến trường này, bây giờ cô giáo đến dạy này, người dân bản kiểu cách giao tiếp, cách nói chuyện này, người dân cô giáo rất là được người dân rất tôn trọng các bạn quý. Mà đủ tao bên đuôi ăn gì chồng cô cũng mới bị ốm xong các bạn, cả hai vợ chồng ốm. Mano Januário ainda vai ver o casaco do Mano Jesus, tá aí? Ainda não apareceu o casaco. Amor, o solar, para não ficar. Sim, mãe, né, senhor? Tá aqui, para metermos também na trouxa. O solar tá aí para aquela pasta que tá no prego. O medicamento levaram. Ah, tá. Se não vai ter. Não vai ter. A pasta que tá no prego. A pasta que tá no prego? Com sumo. Leva sumo aí. Sumo. Vai levar sumo, Jesus. Đấy, ở trong quê ra ngoài cô ốm ở trong quê ra ngoài nhà chồng đấy các bạn. Đây túi Mateo Azura này, túi đồ này ra ngoài này, hoa quả này, rau với chuối, xoài, chanh. Đây đây đây. Anh em mình bây giờ cùng mọi người là đưa cô ra ngoài chỗ nhà chồng nhé các bạn. Ốm ở trong bản sợ lắm. Anh chồng cũng mới bị ốm xong. Anh bảo bây giờ là giúp mình cũng vào mình hỏi. Nếu mà gọi là bị bệnh bị nặng, anh em mình sẽ đưa ra ngoài bệnh viện thị trấn. Như anh ấy nói là anh kiểu là có anh trai là bác sĩ này, giờ đưa về nhà anh ấy. Anh điều trị.
Teu irmão, ele também trabalha no hospital? Sim, ele entende. Ele sabe tudo? Sim, sabe. Ah, trời gần mưa. Tôi được vay cái đồ vay giáp đồ, anh tay xu vào bắt xa. Xu, trời mưa gần mưa rồi các bạn. Bạn cứ phải nghe thế không? Nếu chẳng cứ lại được là phải cứ chẳng được. Bây giờ ta mình đuôi ăn một tuổi luôn. Bây giờ ta mình đuôi ăn thêm một tuổi. Ôi chú chú. Anh cô giáo bị ốm mà tất cả mọi người người dân bán là mấy người tập trung à đưa đồ cho cô để giúp cô. Nói chung là cô giáo rất được người dân quý mến nha các bạn. Hã? Problema. É sim, é a chuva. Ô, tô me tirando o cabelo, a capinha na manga. Eu tô falando disso, mas já tinha piano. Ô, tô, tô. Ô, tô, a jubita, a jubita. Ah, basta meu tuyo, basta tuyo. Muga se tinha muitinho. Ô, chapa, super yankee. Chapa, chapa, moco. Olha, moco, mãe. Não tá dentro. Đây là vai xem đây. Tá bem. Não, não, tem cô me dá, eu guardo bem dentro, caro. Quando chuva. Ok. Dentro. Chuva, cái để cho đồ vào trong các bạn, quần áo của cô. Không là mưa. Aí tá bem. Aí tá bem. Tá tudo bem, é? Sim, sim. Sim, sim. Thì ok nha các bạn, thì bây giờ anh em mình sẽ chở vợ chồng cô ra ngoài thị trấn về chỗ ngoài nhà chồng của cô nha các bạn. Thì để cho như anh chồng cô nói là có anh là bác sĩ đây cũng như khám cho cô. Như mình đã tôn trọng ý kiến của anh chồng của cô giáo nha các bạn. Thì bây giờ anh em mình chở ra vì trời gần mưa rồi. Và cũng có thời gian thị trấn ra đến ngoài thị trấn là trời mưa và cũng như là trời tối. Thì bây giờ video này anh em mình xin dừng lại tại đây nha các bạn. Thì để anh em mình sẽ đưa vợ chồng cô ra ngoài. À bài con tôi đến sao gọi là vậy này nụ vin à ha tôi được phi cà bình á con tôi vậy nếu mà anh thì vậy vin à sao bình muito obrigado muito obrigado đi đi mưa ấy sao sao bình thì bây giờ anh em mình sẽ đưa vợ chồng cô ra ngoài nha các bạn trời mưa rồi mưa to à.